Ở trong phần bài 2 của mình, các bạn sẽ chú ý công thức của chúng ta, nó sẽ phức tạp hơn tí. Các bạn nhìn cái nội dung ở đây, đánh số thứ tự thì chúng ta biết rồi, chúng ta cũng không cần đánh lại. Phụ cấp ở đây chúng ta có giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, kế toán và các trường hợp còn lại. Trong trường hợp này, các bạn sẽ sử dụng công thức if. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì ở trong phần công thức này, đối với lại bài hồi nãy thì cộng trừ nhân chia thôi, khá là đơn giản. Còn đối với lại công thức này, chúng ta đang sử dụng chỗ này là dùng if để tính. Cho nên là khá là phức tạp. Cho nên là các bạn chú ý giúp cho thầy. Nếu chức vụ bằng giám đốc thì 500. Như vậy chỗ này mình nói gì thì mình ghi đó. Mình nói gì mình ghi đó. Nếu, tức là bằng, if, mở ngoặc, chức vụ là giám đốc. Chức vụ đâu? Chức vụ đây. Các bạn thấy D5. Nếu chức vụ bằng nháy kép, chỗ này người ta gõ GD thì mình gõ vô đây GD. Nếu chức vụ là giám đốc thì phải 500, còn không phải mình ghi số 1 đi ha, ghi số 0 đi. Mình chỉ làm mới chức vụ là giám đốc thôi, nghỉ không làm nữa. Vậy chỗ này có phải là giám đốc không? Không. Tức là không có gì. Kéo xuống. Như vậy chỉ có một người này là giám đốc là 500. Mình làm cái đầu tiên, một lệnh if thôi. Nếu giám đốc thì 500. Tiếp theo mình sẽ nói tiếp. Còn không thì phó giám đốc 400. Vậy cái chữ phó giám đốc này mình sẽ đặt ở đâu? Trong công thức của mình sẽ đặt ở chỗ số 0. Thay cái chỗ số 0 này bằng cả một cái công thức if tương tự như vậy. Thay cái số 0. Nếu chỗ này không có dấu bằng nữa. Nếu thôi. Nếu cũng mở ngoặc, đóng ngoặc. Và phía trong công thức nếu này của chúng ta cũng chức vụ bằng phó giám đốc nháy kép phải 400. Phải không. Mình cứ phải không trước đi. Rồi tí nữa mình tính tiếp. Copy xuống. Như vậy công thức của mình bây giờ đã tính được cho giám đốc và phó giám đốc. Tương tự trưởng phòng 300. Vậy lên công thức này chúng ta cũng sửa lại cái số 0 này bằng một cái công thức if tiếp. Nếu mở đóng ngoặc, cứ mở ngoặc thì đóng ngoặc cho nó khỏi có quên. Và bên trong if thì nó có 3 thành phần. If gì mình đặt con trỏ bên trong if. Nếu chức vụ chỗ này cái công thức của mình do mình canh giữa, cho nên khi mà mình gõ dài cái nó mất cái chỗ này đi. Cho nên chỗ này thầy sẽ bỏ cái canh lề đi các bạn. Đây bỏ cái canh lề, canh phải, bỏ đi. Đừng có canh lề nữa. Rồi chỗ này mình sửa lại. Thì nó không có bị mất công thức mà nó dài ra phía bên phải. Chứ nó không có dài phía bên trái, nó mất cái chỗ để mình chọn công thức. Nếu mở ngoặc đóng ngoặc tiến tới phía trước một cái dùng cái dấu mũi tên. Nếu chức vụ bằng nháy kép trưởng phòng nháy kép thì 300. Còn không bằng không. Tức là mình làm từ từ, từng chút một nó sẽ không sai.
mình cứ làm xem thử là trưởng phòng được, giám đốc được không? Giám đốc được rồi thì mình làm phó giám đốc và tiếp tục mình làm cho trưởng phòng. Như vậy đây một bạn trưởng phòng, đây một bạn trưởng phòng. Tương tự như vậy, mình làm cho kế toán 250 thì cũng lên cái công thức đầu tiên, ngay chỗ số 0 mình sẽ đổi cái số 0 này thành một công thức ít tiếp. Nếu như đóng ngoặc, mở ngoặc thì đóng ngoặc luôn. Chức vụ bằng kế toán thì gì? 250. Bây giờ mình có ít nữa không? Kế toán là 250, các trường hợp khác 100. Lúc nãy mình để các trường hợp khác là 0, tại vì nó còn rất là nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng bây giờ hết rồi, đến kế toán là hết, còn các trường hợp khác là 100, thì mình để 100 ở đây luôn, không có số 0 nào cả. Số 0 hồi nãy là mình để vì trong trường hợp nó còn phó giám đốc, còn trưởng phòng, còn kế toán, cho nên mình gửi ở đó. Tí nữa mình sửa cái số 0 nó lại thành một công thức if tiếp, nó lồng vô bên trong. Còn bây giờ mình hết rồi, cho nên là bạn trả về 100 luôn. Và kết quả cuối cùng của chúng ta đã có được phụ cấp chức vụ với một cái công thức nó có nhiều cái if ở bên trong. Lúc đầu bạn làm một cái thôi, giám đốc trả về 500, còn không trả về 0, hết. Mình nhìn được cái công thức đó đã. Sau đó mình thay cái số 0 đó bằng một công thức if tiếp cho phó giám đốc. Rồi lại thay cái công thức cho số 0 cho trưởng phòng, lại tiếp tục cho kế toán và kết thúc. Như vậy các bạn làm từ từ như vậy, các bạn thấy một cái công thức nó rất là dài, nhưng mà mình làm cũng rất là dễ, không có quá khó. Khi mà bạn phải nhớ có bao nhiêu if, có bao nhiêu cái đóng, rồi cái gì rất là khó nhớ. Bạn làm đúng một công thức giám đốc giúp cho thầy, hết. Nếu mà đã ra được giám đốc thì ra được phó giám đốc, ra được phó giám đốc thì ra được trưởng phòng, ra được kế toán và những bạn còn lại. Khá là đơn giản ha. Cho nên việc mà các bạn chia nhỏ cái vấn đề của chúng ta ra để chúng ta làm á thì nó không khó. Và thầy hướng dẫn luôn để tí nữa các bạn sẽ xem lại và các bạn sẽ làm lại. Tiếp tục lương, lương căn bản nhân ngày công. Công thức này khá đơn giản. Lương của chúng ta sẽ bằng lương căn bản nhân ngày công. Tiếp tục, tạm ứng được tính như sau. Nếu mình thấy chữ nếu thì dùng gì? Dùng if. Nếu phụ cấp chức vụ cộng lương nhân 2 chia 3, công thức có sẵn, nhân 2 chia 3 tức là 2 phần 3 tổng thu nhập mà nhỏ hơn 25.000, nhỏ hơn 25.000 thì tạm ứng bằng phụ cấp chức vụ cộng lương nhân cho 23, 2 phần 3. Còn không, ngược lại tạm ứng là 25.000. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có công thức rằng nếu tức là if, nếu người ta nói gì? Phụ cấp chức vụ cộng lương, phụ cấp chức vụ cộng lương nhỏ hơn 2.500, 25.000, nhỏ hơn 25.123 thì làm gì? Thì tạm ứng sẽ được tính bằng phụ cấp chức vụ cộng lương nhân 2 chia 3. Công thức ở đây. Như vậy chỗ này mình sẽ có cộng rồi có nhân, cho nên bạn phải bỏ cái đó vô cái cặp dấu ngoặc nhọn giúp cho thầy. Tức là chỗ này mình có phụ cấp chức vụ. Chỗ này nó cũng đang
nó đang canh lề phải, cho nên nó bị che công thức. Mình bỏ canh lề này đi. Rồi tiếp. Như vậy ở chỗ này phụ cấp chức vụ cộng lương, thì mình lấy phụ cấp chức vụ cộng lương đóng ngoặc lại nhân 2 chia 3. Còn không thì sao? Ở dưới này người ta nói còn không thì sao? Ngược lại thì là 25 ngàn. Phải 25 123. Hết. Công thức if của mình nó có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất, logic test, tức là điều kiện để kiểm tra khi nào đúng, khi nào sai. Cái thứ hai, giá trị trả về nếu điều kiện phía trước đúng. Trả về cái gì? Phụ cấp chức vụ cộng lương nhân 2 chia 3. Đây là nếu như trường hợp đúng ở phía trước thì trả về cái này. Còn ở phía sau 25.000 là giá trị trả về nếu cái yêu cầu ở phía trước chúng ta kiểm tra sai. Tức là phụ cấp của cái phần phụ cấp cộng lương lớn hơn hoặc bằng 25.000 thì cho tạm ứng 25.000. Đó là cái đề người ta yêu cầu như vậy, và mình diễn giải và cuối cùng mình viết thành công thức. Và cái phần còn lại thì mình chỗ này chú ý làm tròn đến hàng ngàn sử dụng hàm round. Như vậy kết quả của cái hàm này đâu? Là cái này. Kết quả là nguyên cái công thức này. Vậy mình đã làm tròn bằng hàm round chưa? Chưa làm tròn. Ha. Vậy mình sẽ bỏ cái nội dung này bên trong cái hàm round để làm tròn. Ctrl X cắt cái nội dung mình đã làm đi, bỏ cái hàm round vô. Số cần làm tròn là cái kết quả lúc nãy. Phải, người ta nói làm tròn đến đâu? Làm tròn đến hàng ngàn. Làm tròn đến hàng ngàn. Tức là gì? Ví dụ mình có nhận được là 25.127 thì mình bỏ cái 127 đi. Nhận đúng 25.000 thôi. Vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng là trừ 3. Tức là mình làm tròn tiến về phía bên trái, tiến về phía trước của dấu phẩy. Còn nếu bạn muốn làm tròn số thập phân, ví dụ điểm bạn muốn làm tròn là 8,5, 8,25, 8,75 thì lúc này con số này của chúng ta là 2. Mình lấy 2 số thập phân ở phía sau thì nó là số dư. Mình lấy 2 số thập phân. Còn người ta nói làm tròn đến phần ngàn thì mình làm tròn về phía trước, thì cái con số chỗ này là số âm. Mình bỏ 3 số cuối thì trừ 3, tức là làm tròn đến phần ngàn. Enter. Tạm ứng. Và mình kéo thử xuống phía dưới nó như thế nào. Đây, bạn này tạm ứng 16.000, các bạn còn lại tạm ứng 25.000. Lý do là cái tổng này trên 25.000. Tổng này trên 25.000 thì tạm ứng được 25.000. Còn tổng này dưới 25.000 thì tạm ứng được 16.000. Công thức tính của chúng ta ở đây. Còn lại thì lấy phụ cấp cộng lương trừ tạm ứng. Còn lại bằng phụ cấp cộng lương trừ tạm ứng. Đây là phần còn lại. Và chúng ta có tổng cộng, trung bình, cao nhất, thấp nhất. Các bạn sẽ sử dụng các cái hàm auto ở trên này cho nó nhanh. Ví dụ trong này mình có auto sum. Lúc nãy thầy có cho các bạn sử dụng cái đầu tiên là auto sum.
Nhưng đối với lại cái thứ hai là trung bình thì các bạn có thể sử dụng cái auto average. Nhưng nó sai ở chỗ là nó đi đến cái tổng luôn. Cho nên chỗ này G14 mình tính đến G13 thôi. Là đến đây thôi. Chứ G14 là nó sai á. Nó tính luôn cái tổng vào. Và tương tự đối với cao nhất. Cao nhất. Mình xem ở bên trên này nó có min, max. Max cao nhất. Bây giờ mình có thể gõ cái nội dung là 13. Hoặc bạn có thể kéo cái con trỏ này để cho nó nhỏ cái ô này về. Ở chỗ này. Chỗ này 13. Và tương tự thấp nhất mình dùng auto min. Khi mình chọn auto min thì ngay góc này bạn có thể đưa con trỏ vô, bạn kéo về G13. Như vậy mình đã có min tổng, trung bình, cao nhất và thấp nhất. Rồi các bạn chọn cả 4, copy kéo qua đây là các bạn đã có được số liệu của cả bạn đối với bài làm của mình ở đây. Được chưa nào? Như vậy bài này công thức của chúng ta khó ở chỗ là lệnh if. Các bạn phải làm từ từ, từng cái if một. Lương thì dễ, tạm ứng thì lệnh if của chúng ta làm trước. Các bạn cứ làm xong lệnh if đi, ra được số liệu rồi thì các bạn Ctrl X chọn nó và Ctrl X cắt luôn đi. Tạm thời lưu trong bộ nhớ tạm. Sau đó mình sẽ gõ lệnh Run và mình dán cái nội dung của lệnh if vô. Tức mình làm từng công thức, từng cái lệnh để cho nó dễ hiểu. Các bạn ghép nhiều lệnh quá, nhiều khi mình không hình dung. Cứ làm xong cái lệnh if trước đi đã. Rồi cắt cái lệnh if đó để sẵn. Mình gõ round, mình dán lệnh if vô, phẩy âm 3 là xong. Đó, như vậy thì cách để các bạn thực hiện cái bài toán này, nhìn thì nó dài, nhưng nếu mình làm cẩn thận thì các bạn cũng làm khá là đơn giản. Trong này nó có yêu cầu nữa là tháng, dùng hàm lấy ra tháng hiện hành. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có hai cái hàm để sử dụng. Thứ nhất là hàm DATE để lấy ngày hiện tại. Hàm thứ hai. Days. Quên, sorry. Bạn dùng hàm days để bạn lấy ngày hiện tại. Sao nó không ra? Ủa, bảy. Now. Lấy ngày tháng hiện tại. Dạ rồi. Các bạn lấy hàm now hoặc là hàm today bằng today để lấy ngày hiện tại. Và khi bạn lấy ngày hiện tại xong thì bạn có ngày tháng bằng today. Lấy ngày hiện tại, còn ở trên là lấy cả giờ. Ngày hiện tại. Được chưa? Cái hàm now là lấy cả giờ luôn. Đó. Hàm today và hàm now. Và bạn sẽ sử dụng một cái hàm là lấy ngày tháng, là hàm month. Hàm month ha. Bạn lấy hàm month và bên trong hàm month là một cái ngày hiện tại là today. Mở đóng ngoặc, enter. Là chúng ta có được, có được cái tháng hiện tại. Được chưa nào? Đây, tháng hiện tại của chúng ta. Month của today. Hoặc bạn có thể month của now. Enter. Đều ra tháng 9 cả. Đấy, như vậy các bạn thấy là trong cái yêu cầu của D, chúng ta đã có và đã hoàn thành được các cái nội dung liên quan đến cái đề. Và chỗ này nếu người ta nói là lưu với bài
với tên là bài 2. Thì chỗ này các bạn đang ở bài 2, đang ở trong cái file chung. Nếu các bạn muốn lưu riêng thì các bạn sẽ click chuột phải lên cái sheet này. Các bạn chọn copy or move or copy. Thì các bạn chọn file new, new chỗ này. Và các bạn chọn create copy. Ok. Các bạn đã có file new book 1. Tạo ra file mới nè. Để mình biết cách mình sử dụng một cái file chung nằm ở đây. Mình muốn lấy riêng cái bài này ra thì mình chọn move or copy để mình di chuyển cái nội dung bài ra. Và mình có cái file này là file mới, mình nhấn lưu thì lưu với nội dung yêu cầu là gì thì các bạn sẽ lưu với cái yêu cầu đó. Giả sử bây giờ đối với bài của mình, các bạn sẽ lưu là số thứ tự ví dụ của thầy là 00 tên Quang Bình. Bài 2. Như vậy là chúng ta đã có kết quả số thứ tự tên bài 2. Đó là bài độc lập, không phải là bài chung. Đó, như vậy là chúng ta đã có kết quả của bài của chúng ta.